Còn câu hỏi nào nữa không cưng? Thưa sư phụ, Okay, any more điều questions, gì my xảy darling? ra cho các vị thần nếu chúng ta phá hủy cây của họ hoặc khu vực mà họ trông nom? Đôi khi họ có thể tìm thấy cây khác hoặc nơi khác để ở, đôi khi không. Họ chỉ phải như một người vô gia cư. Họ có thể tìm thấy chỗ trú ngụ khác nào đó, hoặc họ phải khóc ngoài đường. Họ cũng như con người chúng ta, nếu chúng ta không có nhà thì mình trở thành vô gia cư. Là như vậy đó. Nhưng thần cây trở thành vô gia cư chỉ có một thôi, nhưng chúng ta, tất cả con người thì tới hàng tỷ. Nếu chúng ta tiếp tục phá hủy hết cây này đến cây khác và cứ sát hại đồng cư của chúng ta, các động vật, thì chúng ta sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Chúng ta trở thành tệ hơn vô gia cư. Chúng ta trở thành vô hành tinh, vô thế giới. Và trẻ em đến sau chúng ta sẽ thừa hưởng tất cả những điều kinh hoàng này mà chúng ta đã và vẫn đang làm đối với địa cầu, với môi trường, với động vật. Bởi vì nếu chúng ta chặt cây và phá hủy rừng, chúng ta cũng phá hủy môi trường sống của những sinh vật sống hữu hình như chim và khỉ, đười ươi. Dạ, sư phụ, chim, ong và bướm. Tất cả những sinh vật này góp phần làm lợi ích cho đời sống chúng ta. Dù sao, ong đóng góp rất nhiều vào việc sản xuất lương thực, và ong đã chết với số lượng nhiều vô kể. Và thực phẩm chúng ta có bây giờ mỗi ngày một đắt tiền hơn. Quý vị biết điều đó nếu đọc bản tin. Giá cả thực phẩm chưa bao giờ cao như vậy bởi vì chúng ta đang thiếu hụt lương thực, vì chúng ta phá hủy môi trường tự nhiên và giết ong bằng thuốc trừ sâu, và cũng do đại dịch vào lúc này. Điều này dẫn đến điều kia. Mọi thứ dường như dán vào đời sống con người ngay lúc này, thật sự muốn hủy diệt loài người. Nhưng đa số người ta sống như mù, điếc, câm, không thấy gì, không nghe gì, không nghĩ về bất cứ gì hết. Đây là điều rất đáng buồn và điều vô cùng đáng lo lắng. Dạ, thưa sư phụ, còn gì khác không cưng? Dạ không, sư phụ, cảm ơn ngài. Không có chi. Được rồi, bởi vì quý vị hỏi câu hỏi đó, tôi chợt nhớ một câu chuyện từ sách Phật giáo. Tôi không biết, có lẽ chưa kể cho quý vị trước đây. Có lần Đức Phật tái sinh làm tắc kè. Quý vị biết tắc kè, loài nhỏ hoặc kỳ nhông, họ gọi vậy. Lớn cỡ này, trông như cá sấu, nhưng rất nhỏ, khoảng cỡ này. Rất nhỏ, khoảng cỡ ngón tay cái của tôi. Lớn nhất là bằng cỡ ngón tay cái của tôi và dài cỡ này, đuôi rất dài. Trông tương tự như mấy con mà đôi khi bò trên tường. Dạ, thưa sư phụ, nếu quý vị sống ở vùng thôn quê thì sẽ thấy nó. Ở thành phố quý vị không thấy. Có lần Đức Phật tái sinh là một trong mấy con kỳ nhông này, và Ngài kết bạn với một thằng cây. Và thằng cây này cũng có một đứa con. Và có một lần, vua của quốc gia đó muốn đốn cây đó xuống, cây mà là nhà của nữ thần đó, bởi vì cây đó rất quý giá, dùng để sửa chữa gì đó trong cung điện của vua. Thế rồi họ thấy cây đó rất tốt, thích hợp. Các cây khác đều quá nhỏ hoặc quá mềm và không tốt, vì vậy họ muốn đốn cây đó xuống. Nữ thần cây đang bế con của mình cứ khóc lóc mãi, và mọi láng giềng gần đó, các vị thần của mấy cây khác hoặc các vị thần cỏ, các vị thần trong khu vườn đó đến hỏi nữ thần có chuyện gì vậy. Nữ thần nói họ sắp đốn nhà của tôi rồi, và tôi không biết đi đâu nữa. Tôi không có nơi nào để đi. Và rồi chú kỳ nhông là bạn của nữ thần cây đến an ủi và nói: "Ồ, đừng lo, tôi có một ý kiến, họ sẽ không đốn cây của nữ thần nữa, đừng lo." Thế rồi không ai hiểu làm thế nào chú kỳ nhông nhỏ bé có thể ngăn cản tất cả thợ đốn gỗ mạnh mẽ này, mà sắp tới mang theo cưa và rìu,
để đốn hạ cây đó. Không ai hiểu được, nhưng chú nói tôi sẽ ngăn được. Rồi ai nấy ra về nhưng cảm thấy rất hoài nghi trong tâm trí. Và sáng hôm sau, những thợ đốn gỗ này mà sắp sửa chữa hoàng cung, cột trong hoàng cung kiểu như bị mục nát hay gì đó, vì vậy họ chuẩn bị đốn hạ cây đó. Họ đi đến đó, bỗng nhiên chú kỳ nhông leo lên cây, từ rễ leo lên, và rồi chú chỉ như biến mất. Rồi chú leo lên tới ngọn cây và thò đầu ra ngoài, như thể có một đường hầm bên trong thân cây mà chú có thể leo từ dưới gốc lên tới ngọn, từ rễ cây lên đến cành cây cao. Chú cứ làm như vậy, lên rồi xuống như trêu chọc họ. Chú dùng lực lượng để xuống dưới rễ cây và rồi biến mất bên trong thân cây. Và rồi ló đầu ra ngoài từ chỗ này, chỗ nọ, đây và đó. Thế nên tất cả thợ mộc nói với nhau. Họ nói, cây này nhìn nó mạnh và tốt như thế, nhưng bên trong đã bị mục và rỗng rồi. Như đôi khi cây bị nối ăn từ bên trong, hoặc các loại côn trùng ăn gỗ khác. Cho nên họ nghĩ, cây này đã bị ăn từ bên trong rồi. Bởi vì họ thấy chú kỳ nhông leo từ chỗ này đến chỗ khác, từ bên trong và vọt ra và bên trong, lại vọt ra nữa khắp cả cây. Vì vậy, họ nghĩ bên trong thân cây là hoàn toàn rỗng. Cho nên họ nói, không tốt, không tốt, tốt hơn là chúng ta đi nơi khác, tìm ở nơi nào khác. Thế là cây đó được cứu bởi một chú kỳ nhông nhỏ. Rất nhỏ. Thế nên ai nấy đều vô cùng thán phục chú kỳ nhông. Và dĩ nhiên là nữ thần cây vô cùng vui mừng. Và họ còn trở thành hai người bạn tốt hơn bao giờ hết. Do đó quý vị không bao giờ biết động vật, mặc dù họ nhỏ như ông này nọ, hoặc nhộng, họ vẫn là bằng hữu của quý vị. Và quý vị không bao giờ biết họ sẽ làm gì để giúp hoặc giải cứu quý vị, ngay cả chỉ để nói với quý vị một số tin vui hoặc tin buồn, hoặc để an ủi quý vị, như động vật hoang xung quanh tôi, ngay cả dế và kỳ nhông nhỏ nữa, và nhộng và chim, chim nhỏ, chim lớn, sóc và chồn hôi. Họ thậm chí đến để an ủi tôi khi tôi đến chỗ mới, bởi vì tôi thật là chán nản, thật mệt mỏi có một mình mà di chuyển quá nhiều thứ, và tôi vừa mới chuẩn bị một nơi khác sẵn sàng để làm việc và cho buổi hội thảo. Và mới thư giãn một chút thì lại phải dọn nhà nữa. Ai cũng ghét dọn nhà. Dạ, thưa sư phụ. Và nhất là khi chỉ có một mình và không quen với mấy thứ kỹ thuật này và quá nhiều dụng cụ. Tôi phải dọn nhà thật nhanh vậy đó. Chỉ thảy mọi thứ vào mấy túi nhựa và tự hỏi không biết sau đó chúng có còn hoạt động không. Rồi tôi ngồi thừ ra đó, thật là mệt. Thậm chí không thể nghỉ ngơi và thiền. Thật quá mệt và thật nản lòng. Và tôi nghĩ làm sao mình làm việc tiếp đây? Bây giờ thật quá mệt. Đã lâu rồi chúng ta không có hội thảo. Lẽ ra phải có hội thảo, nhưng rồi tôi phải dọn nhà và rồi phải sắp xếp lại nữa. Và phích cắm mới. Và không có đủ phích cắm. Không có đủ phích cắm nhiều lỗ hoặc không có mạng Internet. Tôi không biết nó hoạt động ở đâu. Và đủ thứ việc. Không có đủ lỗ để cắm phích, cắm điện và đủ thứ. Và mọi thứ lộn tùng phèo lên nhau vì vội vàng. Tôi không luôn luôn có thời giờ để nghe tất cả điện thư này. Cho tới phút cuối cùng, thường là như vậy. Thường tôi không luôn có thời giờ để nắm bắt thông tin. Và rồi tới như phút cuối cùng, tôi phải chạy. Đôi khi tôi biết trước đó lâu hơn, đôi khi không. Và rồi tất cả loài vật đến và tạo ra rất nhiều tiếng ca hát ồn ào bên ngoài, âm nhạc của họ an ủi tôi. Nói tôi đừng lo lắng, xin đừng lo, ở đây Ngài an toàn rồi. Cái này cái kia sẽ không đến, cứ an ủi tôi mỗi ngày. Thậm chí cho đến hôm nay, họ
Họ không chỉ nói một lần, họ trở lại hết lần này đến lần khác để củng cố năng lượng, để làm tôi thấy dễ chịu hơn. Không chỉ nói chuyện mà năng lượng nữa. Họ gia tăng nó lên. Cứ nói điều tương tự, gia tăng năng lượng để tôi cảm thấy tự tin hơn và tốt hơn. Và gia trì cho tôi này kia với tất cả khả năng của họ. Tôi cảm động rơi nước mắt hoài mỗi khi nhớ đến họ. Họ quá tử tế và thật ân cần và hết sức yêu thương, đầy tình thương. Còn đến và an ủi tôi nữa, không chỉ báo cho tôi biết khi có rắc rối mà còn đến an ủi tôi vì biết rằng tôi xuống dốc về thể chất lẫn tinh thần. Tôi là minh sư, nhưng đó là linh hồn. Thân thể thì cũng giống như cũ gì thôi. Tôi già đi nên mệt mỏi. Đôi khi cũng cảm thấy rất bất lực nữa. Vì vậy họ đến, cả một đám, tất cả họ, nhện và đủ cả, cứ đến trước mặt tôi và ở đó, tới khi tôi lắng nghe. Đôi khi ta nói, ồ, giờ ta đang bận, ta biết các con nói điều tương tự phải không? Vậy ta biết rồi, cảm ơn các con. Đôi khi ta nói, ờ, ta đã nghe rồi, cảm ơn các con, Thượng Đế gia trì các con, Thượng Đế gia trì các con. Tôi không thể cứ đứng ở đó và lắng nghe, tôi phải làm việc, tôi chỉ có một mình, tôi phải làm việc. Nhưng rồi ta nói, ta cảm ơn các con, ta nghe các con rồi, ta biết, ta có nghe các con, cảm ơn các con. Rồi họ nói, chúng con phải tăng cường, củng cố nó thêm. Họ làm tôi thật cảm động, thật cảm động, thật cảm động. Nếu tất cả con người đều tử tế như thế thì chúng ta ở thiên đàng rồi. Không cần tu tập bất cứ gì, bất cứ đâu, không đi thiên đàng, không gì cả. Thế giới này sẽ là địa đàng trở lại. Quý vị hiểu tôi nói không? Dạ hiểu thưa sư phụ, nhưng chúng ta không có điều đó. Đáng buồn, chúng ta không có tất cả điều đó. Chúng ta không có những người thật sự hiểu hậu quả mà chúng ta đang gây ra cho chính mình bằng cách phá hủy môi trường và sát hại những loài khác, ngay cả chính loài của mình. Sát hại chính loài người của mình. Rất đáng buồn, rất đáng buồn. Tôi nhớ tất cả các minh sư đã đến rồi đi. Các ngài chỉ chăm sóc cho bất cứ ai theo học với các ngài, tin các ngài, và phần còn lại các ngài không màng. Các ngài chỉ để tự nhiên. Có lẽ các ngài cũng quan tâm, nhưng một cách thư thả, không như tôi. Quá khẩn cấp, quá tuyệt vọng, gây áp lực cho chính mình. Quá sức như vậy, ngày đêm.